Hướng dẫn cho các bạn lắp ráp cái bộ màn hình 25 inch đây. Mua ra thì có thể còn 3 bộ phận như thế này và một ốc thì mình đã tháo ra những cái nụm này, chứ khác mình lấy cái đế trên ra này, cái đường đế và ở dưới sau ở phía dưới của cái đế sẽ có cái nắp. Mình sẽ mở cái nắp ra đây. Sau đó mình sẽ lắp ráp cái ống đứng vào. Các bạn lưu ý là cái đầu dây mà màu trắng đây, còn dây màu trắng thì mình để dưới chân nha. Đó, mình sẽ lồng một cái lỗ. Đó, cái này sẽ có cái lỗ. Đây, mình lồng dây xuống cái lỗ đây, và ở đây nó sẽ có 4 con ốc, 4 ốc đây. Rồi sau đó mình sẽ cắt nối dây để cái pin cắp nguồn của màn hình đây. Rồi xong mình sẽ bén cho nó gọn lại. Xong rồi mình đã ráp xong cái phần chân đế là mình là dựng đứng cái chân lên. Rồi sau đó mình sẽ lắp cái màn hình. Này, ở đây nó sẽ có cái ổ tròn này. Mình sẽ ấp cái này xuống dưới cái lỗ tròn của dưới đây này. Các bạn nhớ cẩn thận cái đoạn dây nè, mình cho nó cứng vô để nó gãy cái dây này. Đó, đặt xuống đó. Phía sau này nó sẽ có con ốc này, mình xây ra để mình bắt một con ốc à, con ốc còn lại. Nói dây cấp nguồn từ ở dưới pin lên màn hình, nó sẽ có chiều đó các bạn lưu ý, nó sẽ có chiều. Xong rồi sau đó mở công tắc nguồn ở dưới chân này nữa. Rồi màn hình đã hoạt động, ở đây có công tắc nguồn nữa.
Đây là nó nóng nhé.